Ok, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính địa chỉ IP, tức là chúng ta sẽ học cách tính địa chỉ của cái net ID, host ID, net mask, broadcast. Thì bây giờ để học được cái bài này thì tôi trước tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà dùng cái máy tính FX570ES, hoặc là một số bạn thì có thể dùng cái phần mà cái máy tính là FX570 cũng là ES load, hoặc là những cái máy tính khác mà có cái tính năng tương tự. Thì ở đây tôi đã sử dụng một cái phần mềm giả lập cái máy tính đó, tôi download trên mạng về. Thì để đỡ mất thời gian thì tôi đã download sẵn phần mềm này các bạn. Các bạn có thể lên mạng để download. Rồi, thì trước tiên để học cái bài tính địa chỉ IP thì tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính để đơn giản trong việc chia địa chỉ IP. Tức là các bạn thường khi chia địa chỉ IP thì chúng ta thường hay chuyển từ dạng thập phân sang nhị phân và từ nhị phân sang thập phân và các cái hệ đếm khác nữa. Thì ở đây tôi xin hướng dẫn dạng đơn giản, đó là các bạn chuyển từ hệ thập phân sang nhị phân. Thì trước tiên các bạn sử dụng cái máy tính này FX570ES, hoặc là cái máy này, cái phiên bản này nó là ESLoad thì nó mới hơn chút nữa. Thì đầu tiên các bạn mở đưa máy tính vào, các bạn ấn phím mode. Thì khi ấn phím mode xong nó ra cho bạn một cái table, một cái bảng lựa chọn. Thì các bạn chọn mục số 4 chẳng hạn. Rồi, thì khi các bạn chọn số 4 thì các bạn sẽ đổi từ thập phân sang nhị phân. Tức là các bạn sẽ nhấn phím, ví dụ các bạn muốn đổi cái số 192 này sang dạng nhị phân thì các bạn ấn phím 192. Rồi sau khi ấn xong các bạn nhấn phím bằng thì nó vẫn chưa đổi, nhưng các bạn ấn phím lock thì lúc này nó sẽ đổi ra được cái dãy số nhị phân của chúng ta. 192 có giá trị sẽ là, các bạn lấy 8 bit cuối được các bạn ha. Tại vì một octet của chúng ta thì có 8 bit thôi. Cho nên các bạn sẽ lấy 8 số cuối, 2, 4, 6, 8. Như vậy, dãy số này, 192 này đổi ra dãy số nhị phân sẽ là 11000000. Rồi, như vậy sau khi dãy số nhị phân xong, các bạn muốn đổi sang các hệ đếm khác, ví dụ như là dạng dec, thì các bạn nhấn phím x mũ 2. Đây thì nó sẽ đổi lại, đổi ngược lại các bạn ha. Rồi các bạn ấn phím lock thì nó lại bin ra. À, tức là nó sẽ đổi ra dạng nhị phân lại các bạn. Rồi các bạn muốn đổi sang dạng head. Đó, thì các bạn đấm đây thì nó ra là C0 ha. Rồi phím up thì các bạn bấm phím lock. Rồi, đó là cái cách chuyển đổi qua lại giữa các cái hệ đếm mà chúng ta sử dụng để chúng ta tính dãy số nhị phân, hoặc là sử dụng trong máy tính thì chúng ta như một số cái bạn mà học bên đại học cao đẳng đó, thì chúng ta thường hay học cái gọi là nhập môn tin học. Thì nhập môn tin học thì chúng ta thường hay phải tính các dãy số nhị phân, thập phân, hexan, các dãy số. Thì đây ví dụ các bạn thường hay tính các cái dãy số đó thì các bạn phải biết cách chuyển đổi. Đây là một số cái dãy số mà các bạn thường hay chuyển đổi. Tôi ví dụ ở trong đây tôi đã có một cái bảng tính đơn giản ở đây. Đây, tôi ví dụ như các bạn muốn chuyển đổi qua lại giữa các cái hệ này. Một số bạn thì các ta thường hay chuyển các cái hệ cơ số. Ví dụ như ta là có bốn cơ số cơ bản, đó là thập phân, rồi cơ số 10 này, đó là cơ số 16, cơ số 2, cơ số 8. Thì chúng ta phải biết cách chuyển đổi qua lại giữa bốn cơ số này. Đó là một số bạn mà học bên môn quản trị mạng, hoặc là môn CC&I, hoặc là nói chung là về bên ngành mạng, hoặc là các dãy số nhị phân như cái môn tin học nhập môn của các cái trường đại học cao đẳng, tôi thấy thường hay dạy các cái tính toán bằng cách này. Thì để đỡ mất công mà tính toán, hoặc một số bạn mà tính toán không quen, thì chúng ta sẽ dùng máy tính chúng ta tính. Đây là máy tính FX570ES. Thì các bạn dùng máy tính này các bạn bấm cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái máy tính này 570ES load này. Thì các bạn muốn sử dụng hai máy này các bạn sử dụng máy nào cũng được. Rồi, thì khi sử dụng máy thì các bạn phải biết cách chuyển đổi giữa các cái hệ đếm này, các cái hệ đếm thập phân, rồi các hệ đếm 16, hệ đếm số 2, rồi cơ số 8. Các bạn muốn đếm cơ số nào các bạn đếm. Thì các bạn muốn như vậy các bạn tính, phải dùng phép toán các bạn tính thì không quen cũng khó. Như vậy thì các bạn dùng máy tính thì trước tiên tôi đã hướng dẫn các bạn rồi ha. Đó là các ta phải dùng phím, ấn phím gì đây. Khi bật máy tính lên chúng ta nhấn phím mode ha. Đây, rồi khi nó ra một cái đoạn này các bạn sẽ bấm.
Đó là các cái cách bấm, thì đó là tôi bảo chỉ các bạn cách bấm rồi, các bạn nhấn phím gì đây, chỉ lại ha, cái chỗ này chỉ lại tôi nhấn số 4 trên bàn phím ở đây ha. Rồi các bạn muốn chuyển thì các bạn bấm, ví dụ như các bạn muốn đổi số là số 192 này hoặc là số 10 đi ha, sang số nhị phân thì các bạn nhấn 10 xong nhấn dấu bằng. Rồi thì nó hiện số 10 đây, nhưng mà bạn chưa ra, các bạn nhấn phím pin này này, rồi, nhấn phím lock đây thì nó sẽ pin ra. Đây là cái số 10. 10 đây là số thập phân, chuyển sang dạng nhị phân thì cái dạng 01 nó ra này. Đó. Rồi các bạn muốn chuyển sang hệ số khác chẳng hạn, chuyển ví dụ các bạn thập phân xong rồi, các bạn muốn chuyển sang cái hệ là thì là hexan ha, hexan thì các bạn đếm vào này tức là cơ số 16 thì nó ra là 00 a ha. Rồi các bạn muốn để đổi sang cái hệ số khác, ví dụ như là hệ này. Đó. Thì đây là hệ thập phân thì các bạn chuyển sang này thì nó là về số 10. Đó, đây là hệ hexan. Rồi các bạn muốn đổi hệ nhị phân, các bạn ấn phím lock. Đó, rồi hệ phím. Các bạn muốn bát phân, bạn nhấn là này ha, thì nó ra số 12. Đó là cách chuyển đổi. Rồi. Thì tiếp theo, sau khi các bạn đã học cái cách sử dụng máy tính này rồi thì các bạn sẽ học cái cách chuyển đổi. Đó là cái cách mà chuyển đổi qua lại giữa cái, đây là cách sử dụng máy tính FX570ES Float này để chuyển đổi giữa các hệ thập hệ cơ số 2, cơ số 8, cơ số 10 và cơ số 16 các bạn để chuyển đổi. Thì đây là để rút ngắn cái video này, tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách chuyển đổi như vậy. Rồi thì đây là cái bài này là hướng dẫn cái cách sử dụng máy tính để chuyển đổi các cái bốn, các bạn sử dụng bốn cái hệ số này này, bốn cái này, đó là cơ số 10 này, cơ số 16, cơ số 2 đó, cơ số 8 ha, các bạn chuyển. Rồi đó là bài hướng dẫn của tôi, đó là cách sử dụng FX570F để bấm chuyển đổi các hệ số ha. Kết thúc.